Được gặp lại quý vị và các bạn trên tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi đến với chương trình ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày Kính thưa quý vị trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay mời quý vị đến với tin chính sau đây bị cảnh sát giao thông dừng xe xử phạt nam thanh niên ở Hải Dương đốt luôn xe mô tô Bắt trưởng khoa và hai điều dưỡng gian lận bảo hiểm y tế ở Quảng Nam. Khởi tố bắt tạm giam chủ tịch doanh nghiệp ở Gia Lai phá rừng. Bị cướp giật điện thoại, cô gái rượt đuổi lao thẳng xe máy vào hai tên cướp. Khởi tố gã đàn ông đưa người xuất cảnh trái phép với giá 500.000 đồng ở An Giang. Cựu giám đốc xí nghiệp Tây Đô bị tòa án quân khu 9 tuyên 22 năm tù. Công an thu giữ 40.000 cuốn sách giả ở Hà Nội. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Bị cảnh sát giao thông dừng xe xử phạt, nam thanh niên ở Hải Dương đốt luôn xe mô tô. Thưa quý vị, điều khiển phương tiện giao thông vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu bên trái, khi bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không hợp tác còn châm lửa đốt xe máy. Vụ việc người vi phạm giao thông từ đốt xe mô tô xảy ra khoảng 15 giờ 20 phút ngày 8 tháng 1 tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thời điểm trên, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hải Dương phát hiện Hoàng Văn Trung sinh năm 1981 ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, Hải Dương điều khiển xe mô tô 34 b 198780 vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ, không đối mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi làm việc với cảnh sát giao thông, Hoàng Văn Trung không chịu hợp tác còn châm lửa đốt chiếc xe mô tô mà Trung điều khiển. Khi xảy ra vụ cháy, các lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội, theo dụi chiếc xe mô tô này. Khu vực xảy ra gần cổng bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương nên thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân. Ngay sau đó, Trung được đưa về trụ sở công an thành phố Hải Dương để lấy lời khai và xử lý theo quy định của pháp luật. Tin tiếp theo, bắt trưởng khoa và hai điều dưỡng gian lận bảo hiểm y tế ở Quảng Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Bá, 49 tuổi, trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và hai điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn, 30 tuổi, Lương Thanh Trung, 35 tuổi về tội gian lận bảo hiểm y tế, theo quy định tại khoản 3, điều 215 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện thanh tra về khám, chẩn đoán, điều trị bệnh mạch vành, đặt stent cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, đóng tại huyện Núi Thành, Quảng Nam. Trong năm 2019 và quý 1 năm 2020, phát hiện khâu khám, chẩn đoán, điều trị và đề nghị thanh quyết toán chi phí bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân đặt stent động mạch vành không rõ ràng, không đúng quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam kiểm tra đối chiếu các chứng từ, hệ thống PASS lưu hình ảnh đối với việc khám, chẩn đoán điều trị, cho thấy có việc lập khống hồ sơ bệnh án của 21 bệnh nhân đã xuất toán hơn 1 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sai quy định. Trong đó, bác sĩ Bá và hai điều dưỡng Sơn Trung là những người có sai phạm trực tiếp. Với những sai phạm trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang công an tiếp tục điều tra. Tin tiếp theo, khởi tố bắt tạm giam chủ tịch doanh nghiệp ở Gia Lai phá rừng. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 1, công an huyện Krompa Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hoàng Phúc sinh năm 1954, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về hành vi hủy hoại rừng. Lê Hoàng Phúc là chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai, trụ sở 124 Thống Nhất, thị trấn Phú Túc, huyện Krompa, từ năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm sản Phúc Long Gia Lai có văn bản đề nghị tỉnh Gia Lai cho thuê gần 860 ha đất rừng tại tiểu khu 1395 và 1396 ba quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba quản lý để trồng rừng. Đến cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chưa có quyết định giao đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm sản Phúc Long Gia Lai. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tự ý phá rừng. Ngay sau đó, hạt kiểm lâm huyện Krongpa phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ Nam sông Ba tiến hành kiểm tra thực địa. Tại hiện trường, cây rừng bị chặt ngổn ngang, chủ yếu là các loại gỗ, thành ngạnh, cam xe, bằng lăng, cơ nia, ca chít, chám, trường, châm. Các cây gỗ bị chặt bằng rìu và cưa xăng, đường kính trung bình từ 8 đến 38 cm, cao 3 đến 12 m. Theo xác minh ban đầu, vụ hủy hoại rừng diễn ra tại khoảnh 3, tiểu khu 1396, xã Trư Đờ Răng, huyện Krompa, Gia Lai, thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, giáp tỉnh Đắk Lắk, với 30.000 m2 rừng bị phá từ tháng 10 năm 2018. Đơn vị phá rừng là công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai. Sau đó, hạt kiểm lâm huyện Krong Pa Gia Lai ra quyết định số 01 quy đề KTVA HSKL, khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng. Tiếp đó, công an huyện Krong Pa tiến hành khởi tố bị can đối với Lục Văn Khoa và Lê Văn Tuyển về hành vi hủy hoại rừng. Tin tiếp theo, bị cướp giật điện thoại, cô gái giật đuổi lao thẳng xe máy vào hai tên cướp. Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Châu Bảo Duy, 30 tuổi, quê Tiền Giang và Từ Chí Hùng, 39 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trưa ngày 5 tháng 1, Duy chở Hùng trên xe máy chạy lòng vòng quanh khu vực quận Tân Bình để cướp giật tài sản. Đến đường Âu Cơ, hai nghi phạm thấy chị L.T.B.U, 21 tuổi, lái xe máy, cắt điện thoại trong túi áo khoác hớ hênh nên áp sát, giật phăng tài sản của nạn nhân. Phát hiện vụ việc chị U Chi Ho và lái xe máy đuổi theo hai tên cướp. Khi nghi can chạy đến quận 11 thành phố Hồ Chí Minh thì bị nạn nhân đuổi kịp, lao vào xe, làm cả ba cùng ngã ra đường. Người dân khu vực sau đó chạy tới hỗ trợ nạn nhân, khống chế Duy và Hùng. Cảnh sát cho biết Hùng có 3 tiền án. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố gã đàn ông đưa người xuất cảnh trái phép với giá 500.000 đồng ở An Giang. Sáng ngày 9 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Kiệt, 43 tuổi, chú huyện An Phú, tỉnh An Giang để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. 4 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại khu vực ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt quả tang Trần Thanh Kiệt đang tổ chức đưa Trịnh Thị Trinh, 27 tuổi, chú tỉnh Bắc Ninh, và Trần Thị Nhung, 25 tuổi, chú thành phố Hà Nội, xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau đó, vụ việc được bán giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra xử lý. Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận quen biết với một người tên Mỹ ở Campuchia từ trước. Chiều 28 tháng 12 năm 2020, Mỹ rủ Kiệt tham gia đưa hai người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với tiền công 500.000 đồng một người. Kiệt đồng ý nên Mỹ cho Kiệt số điện thoại của Trinh để liên hệ. Kiệt hướng dẫn Trinh cùng Nhung bắt taxi đi từ thành phố Châu Đốc đến thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Tại đây, Kiệt đưa cả hai ra bến sông để tổ chức đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, chưa kịp giao khách cho người của Mỹ để nhận tiền thì cả nhóm bị công an bắt quả tang. Tin tiếp theo thưa quý vị, cựu giám đốc xí nghiệp Tây Đô bị tòa án quân khu 9 tuyên 22 năm tù. Chiều ngày 8 tháng 1 sau 2 ngày xét xử, tòa án quân sự quân khu 9 tuyên phạt Nguyễn Văn An, 64 tuổi, cấp bậc chức vụ đơn vị trước khi phạm tội là thượng tá, giám đốc xí nghiệp Tây Đô, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 622 quân khu 9, gọi tắt là công ty 622. 22 năm tù về tội tham mô tài sản và đưa hối lộ, đồng thời buộc bị cáo An bồi thường hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, Toán quân sự quân khu 9 còn tuyên phạt Tạ Thanh Hoàng 36 tuổi cấp bậc chức vụ đơn vị trước khi phạm tội là đại úy. Phó giám đốc xí nghiệp Tây Đô 14 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản và đưa hối lộ. Đinh Thị Trà My, 36 tuổi, thượng úy, kế toán trưởng xí nghiệp Tây Đô, 7 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ đạo cấp dưới tiếp tay hành vi gian dối. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2016, Nguyễn Văn An được công ty 622 giao nhiệm vụ thi công hai gói thầu, hạng mục san nền bằng cát và sân đường bê tông thuộc dự án doanh trại sư đoàn 4 và dự án đầu tư xây dựng kho vũ khí đạn quân khu 9 hướng Đồng Tháp. Trong quá trình thi công, An lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mình có trách nhiệm quản lý, Cách thức của An là thông qua việc ký hợp đồng với doanh nghiệp tại Đại An do vợ An đứng tên và công ty thu trang để chuyển tiền cho các doanh nghiệp sau này. Sau đó rút tiền mặt ra một phần dùng vào việc thi công, số còn lại An chiếm đoạt. Để thực hiện được ý định trên, An chỉ đạo Tạ Thanh Hoàng, Đinh Thị Trà My ký kết các biên bản báo giá, biên bản thẩm định giá, biên bản nghiệm thu khối lượng, biên bản thanh lý hợp đồng nhằm hợp thức giữa xây dựng Tây Đô và doanh nghiệp Đại An. Sau khi chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp Đại An, An tìm đối tác thứ ba là doanh nghiệp Trung Nghĩa và công ty Kiến Minh Cửu Long để thi công với giá thấp hơn. Sau đó ký hợp đồng với công ty Thu Trang với giá cao hơn. Đồng thời, công ty Thu Trang ký với đối tác thứ ba đã chốt giá thi công là doanh nghiệp Trung Nghĩa và công ty Kiến Minh Cửu Long để chiếm đoạt tiền tranh lệch giữa các hợp đồng. Chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Trong đó với hợp đồng thi công san lấp mặt bằng Ban chỉ huy quân sự huyện Mang Thít, An Chỉ Đạo Hoàng lập hai hợp đồng với mức giá khác nhau giữa Xí nghiệp Tây Đô và công ty Thu Trang, giữa công ty Thu Trang và công ty Kiến Minh Cửu Long. Bên cạnh đó An còn chỉ đạo Hoàng đưa hối lộ 100 triệu đồng cho Trung Quốc Thái là giám sát viên để Thái ký xác nhận khối lượng đã hoàn thành không có thật. Với thủ đoạn này, An chiếm đoạt tổng cộng hơn 20 tỷ đồng ngân sách nhà nước viện kiểm sát cũng xác định doanh nghiệp đại an là do bà dthp đứng tên là giám đốc nhưng chỉ đứng tên trên danh nghĩa còn mọi hoạt động điều hành quản lý kinh doanh đều do an trực tiếp thực hiện bà p không biết gì về hoạt động kinh doanh các thủ tục chuyển tiền rút tiền vì bà p ký vào các hợp đồng biên bản của doanh nghiệp đại an đều do an yêu cầu thực hiện do bà p không biết chồng mình chiếm đoạt tài sản nên chưa đủ căn cứ chứng minh vai trò là đồng phạm Đối với Trung Quốc Thái, cán bộ giám sát của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang được giao nhiệm vụ giám sát tại công trình sư đoàn 4 đã có hành vi nhận hối lộ 100 triệu đồng để ký khống các chứng từ xác nhận đơn vị thi công đã thi công. Thái bị cơ quan điều tra hình sự quận khu 9 khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội nhận hối lộ. Do bị can bỏ trốn, ngày 18 tháng 3 năm 2020, cơ quan điều tra quân khu 9 ra quyết định truy nã. Khi nào bắt được thì xử lý sau. Chuyển sang tin tiếp theo, công an thu giữ 40.000 cuốn sách giả ở Hà Nội. Mới đây, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra ngôi nhà số 3, ngõ 89 Ngô Thị Sĩ và kho thuê nhà ở nhà văn hóa Tổ dân phố 9 thuộc phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ hơn 50 đầu sách với số lượng khoảng 40.000 cuốn sách giả thuộc các đơn vị phát hành sách nổi tiếng như Ford News, Trí tuệ, Alpha Books, nhà xuất bản trẻ, Nhã Nam. Ước tính toàn bộ số tăng vật khoảng gần 15 tấn nên phải dùng 4 xe tải lớn để vận chuyển. Đây có thể coi là một trong những chuyên án bắt sách giả lớn nhất tại Hà Nội trong những năm qua, trong đó có nhiều đầu sách nổi tiếng như là Muôn kiếp nhân sinh, Bí mật tư duy triệu phú, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm, Quảng gánh lo đi và vui sống, Nghĩ giàu làm giàu, đi tìm lẽ sống, Sức mạnh tiềm thức. Điều hành và quản lý hai địa điểm này là bà Nguyễn Thị Khoái sinh năm 1971, quê Thanh Oai Hà Nội. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Khoái không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến điều kiện hoạt động, gia công in ấn xuất bản, phẩm và hồ sơ, tài liệu cũng như là chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty Ford News Chí Việt, năm qua, công ty cùng các cơ quan chức năng tích cực truy tìm những đường dây in sách giả, phát hiện nhiều địa điểm in và bán sách giả tại Hà Nội, Đường Láng, Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Đồng. Bên cạnh đó, sách giả còn được ra bán tiêu thụ với số lượng lớn trên một số sàn thương mại điện tử và các fanpage nhóm cộng đồng của Facebook. Tháng 9 năm 2020, First News, Chí Việt đã chính thức khởi kiện sàn thương mại điện tử Lazada vì hành vi tiếp tay tiêu thụ sách giả. Đồng thời, First News, Chí Việt, cùng an Books cũng công bố danh sách 45 fanpage chuyên bán sách giả, in sách lậu kém chất lượng với số lượng lớn. Sách giả tràn ngập thị trường, đây là điểm nóng nhức nhối nhiều năm qua của ngành xuất bản, gây thiệt hại lớn cho ngành làm sách và tác giả. Sách giả thường được để giá cao hơn sách thật từ 30 đến 50%, sau đó quảng cáo giảm giá mạnh để thu hút và đánh lừa bạn học. Sách giả thường được đánh máy scan dẫn đến tình trạng in nhầm trang, sai lỗi chính tả, chữ bị in nhòe. Tuy nhiên, khi quảng cáo sách giả, các cơ sở thường quảng bá hình ảnh sách thật khiến phần lớn bạn đọc không thể phân biệt. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h.